Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của Ferreo. Ferreo là một trong những thương hiệu lớn của Thụy Điển và Ferreo Nula Mini 2 là một trong những máy rửa mặt đắt tiền và tốt nhất hiện nay. Và để xem là Ferreo Nula Mini 2 có những gì thì mình sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn sau đây. Về Ferreo Nula Mini 2 thì có hai phần. Một là phần máy rửa và phần hai chính là cái dây sạc cắm sạc. Thì đây là đầu dây sạc USB. Và phần cắm sạc là ngay phía dưới đây. Thì pin sạc của Luna Mini 2 là sử dụng pin recharge, có nghĩa là có thể sạc lại thường xuyên. Và pin này thì nó sử dụng là pin 3A. Khi mà pin đã bị chai thì bạn có thể thay một cách dễ dàng. Và vì sao Ferreo Luna Mini 2 lại có cái giá cao và được mọi người đánh giá cao như thế, thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cách hoạt động cũng như là cái chất liệu của Ferreo Nula 2. Các bạn có thể thấy Ferreo Nula Mini 2 có một thiết kế rất là nhỏ gọn, vừa trong lòng bàn tay của bạn. Và bạn nhìn trên đây thì cái phím điều khiển của nó rất dễ. Phím ở giữa là phím bật tắt, hai phím bên cạnh là các bạn có thể tăng giảm độ rung của nó. Và các bạn có thể nhìn thấy kỹ ở đây, đây là cái bề mặt li ti, những cái gai bằng nhựa rất là mềm, mượt để massage và vệ sinh kỹ cái phần da mặt của chúng ta. Khi các bạn dúi phần đầu này thì cái phần châm massage nó sẽ to hơn. Và phía bề mặt bên sau thì cũng là những cái châm massage được thiết kế rất là đều và nó có cái đầu châm to hơn là ở phía đằng trước. Và cái sự đặc biệt của Ferreo Nula 2 là do cái chất lượng của cái phần nhựa của nó. Bạn sẽ có cảm giác khi bạn chạm vào Ferreo Nula 2 giống như là chất liệu silicone. Nếu như bạn đã từng sử dụng silicone thì bạn sẽ thấy nó mềm, mướt và có cảm giác còn mịn màng hơn cả da thật của con người. Thì chất liệu của Ferreo Nula 2 cũng vậy. Khi bạn sờ ở đây, bạn luôn cảm giác rất là mượt và cảm giác rất là thích trên bề mặt của Ferreo Nula 2. Đây là chất liệu cực kỳ tốt và cũng là rất là đắt của Ferreo. Và massage độ rung của nó thì có rất nhiều mức độ mà bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu của mình. Trong quá trình rung, nó vừa có tác dụng đẩy sạch những cái bạn cặn bẩn trên da mặt, vừa làm tác dụng là massage. Vì vậy mà Ferreo sẽ giúp các bạn vừa thư giãn trong quá trình rửa mặt, nhưng nó lại kết hợp luôn những cái rung để làm cho chế độ massage da mặt, làm cho da mặt của chúng ta căng hơn, mịn hơn và nó giảm nhăn, giảm lão hóa, cũng như làm sạch da mặt. Và cái khâu làm sạch là một trong những khâu quan trọng nhất để giữ da luôn sáng và đẹp. Để sử dụng Ferreo thì các bạn vẫn sử dụng như bình thường. Sau khi các bạn làm ướt da mặt thì các bạn xoa xà bông, xoa sữa rửa mặt lên các cái khu vực như bình thường. Sau đấy các bạn có thể sử dụng Ferreo. Thì các bạn bật cho nó khởi động. Sau đó các bạn dùng Ferreo. Bạn có thể làm ướt đầu Ferreo trước. Bạn có thể nhìn thấy là mình có thể sử dụng Ferreo đi với tất cả các cái ngõ ngách trong khuôn mặt mình. Những cái vị trí về những cái khe mũi thường chứa rất là nhiều dầu, khu vực ở thái dương hay là tất cả khu vực. Thì cái độ rung của Ferreo rất là vừa phải và bạn có thể lựa chọn rất nhiều cái mức độ rung phù hợp với cái mà bạn có thể cảm nhận luôn trên da của mình. Như ở đây thì bạn thấy là nó đi rất là mềm, nhẹ và cái cảm giác là những cái đầu chân trông của nó ấy, nó bám trên da mặt mình. Và cái độ rung nó vừa làm đẩy cảm giác những cái mạch máu ở dưới da mình cũng được thư giãn nhiều hơn. Cảm giác rất là thích khi mà có một cái độ rung vừa phải. Và bạn có thể là sử dụng cả Ferreo trong quá trình mà các bạn vừa mới bôi kem xong và các bạn muốn sử dụng nó để massage thư giãn. Như vậy là xong. Khi mà các bạn sử dụng Ferreo rửa mặt, các bạn có thể sử dụng hàng ngày và giúp cho da các bạn sáng hơn, đẹp hơn. Và sau khi là sử dụng Ferreo thì các bạn vẫn tráng nước như bình thường. Đây là làn da của mình sau khi sử dụng máy rửa mặt Ferreo. Như vậy để có một làn da sáng hơn, trẻ hơn và đẹp hơn, xin mời các bạn trải nghiệm cùng Ferreo. Và để đặt mua hàng, xin mời các bạn vào website kuto.vn hoặc vào Facebook Shop Kuto hoặc liên hệ với chúng tôi qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.